Chị xin chào khán giả nha. Chào khán giả xin trình ủng hộ cho Lâm Nỗi nha. Hôm nay là mình chia sẻ cái bài nói về là bão lụt của Trung Quốc ha, sắp tới ha. Đại nạn của Trung Quốc xảy ra như thế nào, ở thời điểm nào. Mình sẽ đọc cho mọi người biết. Miền Vân Nam Trung Quốc, Tây Đông trời giông bão. Quê hương thời niên loạn, hương gì cảnh éo le. Ai về mà Vân Nam, về chi mùa mưa lũ. Ai còn nhớ sao băng, nhớ đi ông cụ Hồ. Ai mà trôi lai láng, thương người lâm nạn đói. Vừa tới thấy thảm sầu là người dân Trung Quốc đang chuẩn bị cái đại nạn sắp tới thôi. Qua rồi thời Hoàng Kim, Long đây, nói bao đời, ăn lòng đâu được nữa. Chợ đò không ai bán, đào con đi đâu rồi, hương quê chìm trong nước, lúa mùa cũng thất thu. Còn trong mà đau khổ, vương sầu cho đất Việt, Tiền Giang ảnh hưởng rồi, gian nan sao kể hết. Mỹ tho cảnh không người, tho chìm trong mưa lạnh, cái bè mà Tiền Giang, bè bạn ngồi than khóc, gò công mà tan nát, công trình bỏ dở dang, tân này ai thất nghiệp. Phước Long cảnh đợi chờ, rạch giá mẹ về đây, miễu thờ lo tu sửa, xây về hướng đông nam, cầu trời mẹ thiên nhiên. Đường đó nhớ mà đi, về mẹ độ thì cho. Bến nào nghe Long nói, tre kia thoát nạn sầu. Gần xa đều như thế, hơn nhau ở chỗ này. Đường trung hiếu ai mang, đi đâu mẹ soi đường. Vĩnh biệt cảnh trần ai. Mà chữ Long dịch chưa, nó bị mờ quá đọc không được. Không gian nào lũ quét, còn trong nỗi vui buồn. Những gì, những ai hiểu đạo màu, kiếm này mà quy tiên, và đây Long đợi sẵn, xưa đón về trời cao, xe lại khúc tơ vương, ta về thiên mẫu đón, bong bong rồi thấy mẹ, bong bong đúng diệu kỳ, chân cao ta ngự đó, cầu gì mẹ ban cho, Mỹ Trung mà phê duyệt, thuận lòng con yêu đạo, gió đưa mây theo gió, đưa về ngọn hải đăng, trà đây ngon lắm đó. Vinh quang chốn vĩnh hằng, trà đây ai mà uống, cứu này ra tiên Phật. Là cái khi mà cái người mình mà quy tiên rồi, mà theo đạo rồi, là được mẹ đón về trời là vậy đó. Đón đưa có chị Hằng, chào bạn hiền tâm đức, mời về chốn cung trăng, nhau kia thành tiên nữ. Bánh sống ai ăn vào, tét ra nhìn là thấy, xa gần long mời hết. Đất hàng có mà vui, rạng ngời khi thành tựu, ngời ngời sáng như gương, yêu mặt trời là thế. Dấu ấn ta đây rồi, tháp này là gương cũ, người phần vẹn hiếu trung, tàm đưa hương thơm ngát, chim bay tìm bến đỗ, ghé về núi Thất Sơn, bến này ta ngự đó. Chỉ nên là dịch chưa được, kiều bào khắp mọi nơi, qua Nam tìm Long nhé, cầu đây ta nối bến, Cần Thơ đây Long có, thơ ta mang về đọc, nối tiếp rồi đi theo, vui buồn đây ai thích, đôi bên ta đồng điệu, bờ này mẹ rất thương, sông Tiền Giang còn đó, hậu phận người đạt khôn, gian nan không còn nữa, sắp lui rồi sắp tới, trăng vàng tắm mũi dâu, đón chị nào bạn ơi, chờ nhau mùa lễ hội, nghe ta đàn rồi thay lời ru của mẹ rao cho lời kinh thánh. Cô nào muốn cô đây nàng tiên nữ giáng trần, bán cho đời sự nghiệp, bánh sống đây ta mời ngon hơn bao giờ hết. Thì ông Chúa Giêsu ông nói ổng là cái bánh sống ai ăn vào sống đời đời đó. Thì mình đọc kinh ra vậy, bạn nào hiểu được thì nó rất là thông minh đó. Mua vui cùng Long nhé, dùm ta đi rao giảng, em về làm sứ mệnh. Em về làm thiên sứ, bánh này không ai có. Phía trong nước thiên đàng, Dũng Hằng từng ở đó, thơm ngát vị hương trầm. Từ đây rồi ai biết, chối bỏ rồi về đâu, đành lòng nghe Long nói sao. Này là đỉnh nhất, lời chào ta đây nhé, rao trong tiếng kinh cầu,
chân dung nhiều tiền kiếp thật của một con người, từ đây nhìn là biết, chối bỏ mất cơ duyên, đành đoạn có mấy ai, sao vàng ở trên cao, vị trí này ai có, ngọc mùi ngon lắm đó. Đất trời như định sẵn, quê hương mình Nam Việt, mình rồng có từ sau. Bạc phần con cũng hết, lưu truyền kinh sử nhạc, xứ sở nào Long đến, sở hữu nhiều nguồn thơ. Long đây yêu kinh sử, yêu lắm mẹ hiền ơi, nghe phương hằng dậy sóng, tiếng vang tận ba miền, ai này chim thiên nga, đàn chim thiên nga trắng, lả lơi trong bể khổ, lơi vơi cảnh lạc đường. Câu này như lai biếp, giọng động thời của ta, cổ thụ hiện nguyên hình, về Nam Long thuyết pháp, thăm coi vùng Thất Sơn. Mảnh đất thiên mẹ chọn, đất này mẹ dành cho, an táng bày chim thiên, giang sơn thêm hùng vĩ. Châu đốc ai từng đi, đốc sao ra tượng Phật, ví bà kêu chú xứ, bà đây tìm chi nữa. Hai nói mà không hay, mười rồi ta dừng lại, ba miền và năm châu. Tháng nào trời âm mưu, tư bề trong đêm tối, đi lui rồi đi tới, lễ chùa có ai đi. Dâng lên tấm lòng thành, hương quê ai quy tụ, cầu nguyện các con ơi, và mẹ khuyên các con hãy cầu nguyện ha. Mong cầu thiên mẫu độ, gia đạo mới bình an, đạo màu đây mới thấm. Bình thường nói không nghe, ăn nhàn đâu mà có, về Nam ai mà về, thăm coi miền đất thánh. Kiên định rồi làm theo, giang sơn ta cùng giữ, dòng nước đúng chảy xuôi, riền cây pha vị ngọt, miệt mài ôm dĩ vãng, thứ sáu nhờ giác quan, an nhiên ta biên soạn, biên vào tờ giấy trắng, chiều sáng có Long đây. Qua Nam dòng bay lượn, Hà Tiên trời mây phủ, tiên về dạo cảnh xuân, Đông Du đang diễn biến, hòa quyện với nhân gian, hòn bi nào trong bắc, đất mẹ yêu vô cùng, gò nào hiểu cho ta, mau đến đây nào, cà kê làm chi nữa, mau cùng ta hành đạo, bến yêu con quan đạo, yêu thương vô bờ bến, cuối cùng rồi thành tre, trời đất mẹ thiên liêng, ưu sinh rồi ưu dưỡng, minh trí tuệ hơn người. Xóm này ít người tu, cuối cùng thiên phân định, ngọc minh châu trắng bỏ, hiển thị rồi thành khôn, rạch đường mở lối đi, tàu cộng nghe đây nào, cho người hay mà tránh, nhớ đi ai từng nói, thương cho đất nước tàu, nhiều ít cũng diệt vong, cà đây rồi thoát nạn, mau mau tới xâm vào, đồng hành cùng với ta, xâm lòng lo hướng thị, tốt đẹp mới bình yên, tôi chi đập tâm hiệp, bao này coi gỡ bỏ, trời ai rồi thoát nạn. Trong cái những cái cơ bút của chị hầu như là chị nói về cái bên đất nước Trung Hoa nhiều, là nhiều hơn, đúng rồi. Và những cái đại nạn, những cái mà gọi là sắp tới ha. Tại vì hầu như là quan tâm về đất nước Trung Hoa nhiều quá. Dạ. Tại vì đất nước Trung Hoa nó có cái đập tâm hiệp đó. Dạ. Mà cái đập tâm hiệp là cái sự sống còn của nhân loại, nó ảnh hưởng cả toàn cầu. Ảnh hưởng cả toàn cầu luôn, không phải riêng về đất nước Trung Hoa ha. Cái bài nào mẹ cũng nhắc nhở đến cái đập tâm hiệp, khuyên ông Tập Cận Bình á, thiện năm châu hiệp lực để gỡ cái bờ, cầu trời yên bể là xong rồi mẹ tổ, mẹ nói vậy. Vậy ha. Rồi gỡ cái đập tâm hiệp thì mới thoát ra cái ngày đại nạn toàn của toàn thế giới, chứ không có phải chi riêng ai. Cái ngày đó là cái ngày mà đau khổ nhất của nhân loại. Cái ngày mà đập tâm hiệp gỡ, trước và sau. Chứ bây giờ bảo đâu có chút xíu, ngoài Bắc đang tu gì đâu, mấy tỉnh không tu gì đâu, sau này rồi mới thấy khổ, giống như sống bậc thầy mà rau. Thì trong sách của đó là nước kia lửa nọ tưng bừng, thắng cho thế sự lẫy lừng nặng tay. Đó, ý chang. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẳng lơ nhạo bém khoe khoang, đến nay là buổi tai nạn, tam thiên lục bá khắp tràn hải dân. Hay. Hay quá. Rồi, hoặc là mặt nước biển lô nhô lặng ngập, chim đua bay cá lại tranh mồi. Ngọn thủy triều nô nước sục sôi, bầu trái đất một khen hương tiền.
y chang luôn. Thì trong kinh chị dịch rất đó là hấp là, với những cái câu sấm của thầy đúng rồi, trong kinh chị dịch là nếu mà không có đọc bảo thì đạo về. nó Chị y vậy luôn á. chỉ có là đọc qua hay là có nghe qua sách giảng gì của Có, bậc thầy chị nghe phật thầy nhiều lắm, cũng có nghe có chứ, chị thích nghe sấm giảng. ha. Có khi nào chị nghe xong rồi chị bị âm hưởng hay hoặc là chị nhớ những cái lời đó rồi chị dịch ra không? Không, tại vì cái thiên cơ của chị là phải dịch theo cái thiên cơ của mẹ mẹ thiên nhiên. Mẹ thiên nhiên. Còn chị chỉ nhắc là giống như là sấm Phật thầy nói rất là đúng, chứ chị không có lấy cái câu nào ở trong sấm để Nếu mà mà dịch viết vô ra trong này hết. à. Chị chỉ nói là sấm Phật thầy nói đúng rồi, sấm Phật thầy Nó hợp với nói nó trùng hợp với của chị. Rồi chị nói là sấm Phật thầy là nó sẽ ứng nghiệm, rồi nó sẽ xảy ra trong cái thời gian nào thôi. Rồi sấm trận trình cũng vậy. Chị chỉ nói là sấm trận trình nói rất là đúng, rồi sẽ ứng nghiệm, rồi sẽ xảy ra trong cái thời điểm nào đó. chứ không phải là mình mượn những cái lời sấm đó rồi mình Đúng dựa rồi, theo mình mượn nói sao ra. được, mình đâu có bỏ cái lời sấm vô trong cái kinh của mình được. Tại mỗi mỗi người là có viết khác nhau, Phật thầy viết khác mà chị viết nó khác. Mình chỉ nói là Phật thầy nói đúng thôi, rồi mình cũng chỉ nói là sấm trận trình nói đúng thôi, tất cả sẽ ứng nghiệm. Giờ mời chị tiếp tục ha. Dạ. Nuôi chi mà cái đập ta đây xin nhắc nhở, hôn thì lo tháo bỏ, lớn nhỏ nói không nghe, vựa nào mà cãi bướng, lúa xanh rồi ngã rợp, quê hương có sông dài, mình rồng bị cắt đôi, đó đập Tam Hiệp ơi là vì kiểu ngăn sông, miền Trung Quốc khổ sầu, Tây Nam Trung lãnh đạo, quê hương cảnh vui vầy, tôi đây con thượng đế, miền đất Mỹ quê cha, Tây Nam Trung còn đó, quê hương gốc cội nguồn, hương quê thời đô hộ, ai từng mà tiên tri về Nam ta hiện hữu, ai nhớ ông Phật thầy, nhớ đi ông từng nói, ai mà lo tu niệm, thương lắm bạn hiền ơi, vừa vừa tựa non cao, qua sông lại thấy đò, long mã đua về trời, an nhàn xuống biết bao, chợ này không ai có, đào con mà bay lượn, đào con bay thả thích, hương trầm tỏa khắp nơi, lúa đây rồi chịu hạnh, còn ai mà chưa đến, vương đây đang vẫy gọi, tiền kiếp mỗi con người, gian nan rồi thất tỉnh, Mỹ Trung lo việc nước, to lo cảnh rối bời, cái bang đi dẹp loạn, bè bạn hiểu dùm cho, cò trâm ai mà kính, công trình nào cũng suông, tăng này thôi yên ổn, phước lộc có từ đây, rạch giá nói ai nghe, miễu thờ lo xây cất, xây cất cái nhà thờ, cầu trời thiên mẫu độ, thì mẹ nói rạch giá mà ai mà về đó xây cái nhà thờ. Ừ, rồi về Xây mẹ cái độ, miếu là để mà thờ mẹ thiên nhiên hay sao chị? mẹ nói xây nhà thờ luôn á. Vậy hả? Rồi về mẹ Xây độ, xây nhà thờ mẹ thiên nhiên hay là thờ xây nhà thờ rồi xong rồi mình vẽ cái bức hình của mẹ, xong mình đem vô nhà thờ đó mình thờ đó, thì mẹ 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 khuyên vậy giống đó, như là một cái miếu thờ mẹ thiên nhiên ha. cái nhà thờ luôn á. Vậy hả? Rồi mẹ mẹ nói là miếu thờ lo tu sửa đó, xây cất cái nhà thờ, rồi về mẹ độ trì cho, là mẹ nói ở giá thì ai 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 mà họ họ Ai mà ở dưới đó mà có đang có điều kiện ha thì thì nên nên làm ha. đường nào mà nhiều đê, về Lào coi xem thử, bến này lo giữ nước, tre nào mà gần đó, gần gần tới xa xa, hơn thua rồi ngã hết, đường đê mà nó vỡ, đi vào con đường tử, vĩnh biệt cảnh phồn hoa, long đây mà cho biết, không còn nhìn thấy ai, còn trong từ hoang vắng, những ai gần đường đê, chuyến này coi mà tránh, phà thuyền không neo đậu, xưa ai từng cảnh báo, xe lại khúc tri ân, ta đây xin nhắc lại, bong bong trôi theo nước, bong bong đổ về nguồn, trên thượng nguồn tăng tốc, cầu cống nước cuốn trôi, những miền thôi cũng hết, thuận theo mà chiều gió, gió đưa gờn gió đẩy, đưa nước chảy xuôi dòng, Trà Vinh sông đầy nước,
vinh quang cũng chờ thời. Chà Vinh ai khóc mướt, cú này lắm tai ương, đón đâu mà người đây chào người không đáp trả, mời chào thôi cũng hết nhau ôi cho cả đống. Bánh sống ta đây rồi, đét tét ra ai nhìn vào, xa gần người biết ta, đét hàng như thế đó, rạng đông trời cảnh đẹp, ngời ngời long tỏa sáng, yêu mặt trời ai có, dấu ấn luôn theo người, tháp này mà tái sinh, mười phần đều đẹp cả. Tràm đây ai chăm bón, chim bay rồi chim lượn, ghé đâu do mình chọn, bến nào thấy cũng vui, Ninh Kiều hay Mỹ Thuận, Kiều Bào và Trung Hoa, qua Nam ai học đạo. Cầu nối bến rồi đi, Cần Thơ ai mà, Cần Thơ ai đến lấy, thơ ta tặng cho người. Nối sông mà Dương Tử, vui buồn có ở đây, đôi bờ không ngăn cách, bờ Tam Hiệp vỡ toan, sông Trường Giang nối lại, hậu trường cảnh tang thương, gian trung vì loạn lạc, sóc cho cảnh tượng này, trăn trở lúc thời nan. Đón ai chào vĩnh biệt, chờ người về cõi âm, nghe đây ông sư vải. Thì mình nói cho bạn biết là cái đập Tam Hiệp này nó vỡ rồi, nó quá kinh khủng ha. Coi như là bờ Tam Hiệp vỡ toang này, sông Trường Giang nối lại á, cái bờ Tam Hiệp mà nó vỡ rồi coi như là mẹ nối cái sông Trường Giang nó lại. Trăn trở lúc thời nan, để cứu nhân mạng hay sao chị, nói xong rồi á thì nói lại là tự bể, là nói lại là hậu trường cảnh tang thương này. Cảnh tang thương rồi cứu gì nổi nữa. Mẹ nói với ải này là không cứu nổi, mấy bà kia hết cứu nổi rồi. Là cái thời điểm mà Trung Quốc diệt vong mà nhiều ít cũng diệt vong. Nghe đây ông sư vải, lời nào ông rao bán mấy củ khoai, cô nào mua thì vào, nàng nhắc lại đàm nghe, bán khoai gì, bán khoai rau sắm giảng, bánh này của Giê-xu, ngon dở cũng biết rồi, mua về tặng cho ai, dùm ta coi từng chữ, em mà đạp Vĩnh Hưng, bánh này riêng Long có, bía đây kinh Phật đường, Dũng Hằng ai còn nhớ, thơm này mà có gai, từ trăng vàng hiện ra, chối bỏ ta xin đừng, đành sao cho hiểu đạo, sau này mới yên thân, lời ta đây nhắn gửi, rao mời có ai nghe, chân thành Long muốn nói, thật giả nằm ở đâu, từ đây mà lộ diện, chối từ đâu có dễ, đành lòng lắng tai nghe, sao đi rồi sao lại, vị ngọt hay vị đắng, ngọt đắng cũng do mình, đất mẹ đã an bài, quê hương ta chờ đợi, mình rồng đây ai nói, bạc phần có mà tiêu, liêu siêu rồi đứng dậy, xứ thơ ta cùng dịch, sở thích mẹ truyền cho, tôi nào mà tôn kính, yêu cha trời mẹ đất, nghe lời kinh ta giảng, tiếng đàn long ngân trỗi, ai mà như chim sáo, đàn rồi vọng tứ phương, lả lơi mà thánh thoát, lơi vơi mấy cung đàn, câu ca chờ bắt nhịp, dọc trọng có mình ta, cổ nhạc đây lân truyền, về lại đất phương Nam, thăm coi vùng núi cấm, mảnh đất tiên Phật ngự, đất này thiên mẫu chọn, an táng ta sau này, giang Nam long ngự đó, châu Nam Việt huy hoàng, tóc sao ta lên đỉnh, vía bà ngày 23, bà đây ai mà đến, 23 ngày tháng chạp, mươi rằm trăng ẩn sáng, ba đây về linh hiển, tháng nào như tháng đó, tư bề ai có đến, đi chùa rồi thấy ta, để mà hội long hoa, chăn cho cây thánh giá. Hương trầm mới phát ra, cầu gì thiên mẫu lo, mong gì nói long nghe, gia đạo mỗi con người, đạo màu ai hiểu thấu, bình yên trong tâm khảm, an nhiên đối mặt đời. Thì ý là mẹ nói cho biết là đạo Phật có thể sau này đi vô nhà thờ, nhà chùa, ai cũng có thể làm dấu cây thánh giá đó. Đạo Phật á, sau này á, mẹ khuyên á, cầu cầu cầu
cầu nguyện là phải làm cây thánh giá này, làm dấu này, coi như là cũng mới chung quy một đạo màu mà. chung quy một đạo ha, coi như là cũng cầu thượng đế Dạ. ha. Cái là ý là trong cái bài này là đạo Phật sau này cũng là cũng có cầu thượng đế luôn, Dạ. mà bên thượng đế cũng có cầu Phật luôn đúng không? Dạ, mẹ nói là đi chùa mà phải là dâng lên cây thánh giá là cầu. Dâng cây thánh giá là cầu, cầu làm cây thánh giá nè. Cái cầu là mẹ mới đổ đó. Là có nhiều bà con ta thắc mắc là hỏi chị là chính thức thành theo cái đạo giáo gì chị hả? Đạo là làm lành lánh dữ thôi. Rồi nhớ về cội nguồn, nhớ về mẹ thiên nhiên. Cầu mẹ thiên nhiên. Cái, những cái thơ kinh chỉ viết ra là bổ sung cho các đạo thôi. Còn đạo nào thì cứ giữ theo cái quy luật của đạo đó. Mà mình bổ Biết sung là thêm. đạo nào chị cũng tôn thờ cho ha, cũng Dạ. kính cho ha, Dạ kính đúng trọng rồi. hết, chứ mình không có phản bác một cái tôn giáo Dạ. này hoặc là mình nói về một cái tôn giáo nào riêng ha. Đúng rồi, Dạ nói mà chung. đạo dạ. Ý ý là mẹ mẹ thiên nhiên nói là đạo nào cũng cũng cần phải biết tới những cái lời kinh của chị, mà những lời kinh của chị là mẹ truyền xuống á, Có nghĩa là là đạo nào cũng Phật cũng trời ha, dạ đúng rồi. tâm thành chí nguyện xem đời có chi ha. Đó là sấm của Phật thầy ha, hay quá. Giờ tiếp tục vậy. Đất trời Nghe. đoạn nào quên rồi, nhiên đó là về thăm chùa Linh Phước, thăm anh hai ta đó, kiên cường đây lông có, gian này không lùi bước, dòng long trời xoay chuyển, riền con làm sứ mệnh, miệt vườn hay miệt thứ, thứ mà kế anh hai, an nhiên ta lập đạo, biên giới tàu rút quân, chiều về gió đưa hương, qua nam thấy chị Tuyền, hà hằng mà xuất hiện, tiên về chùa Linh Ẩn, đông du đến rồi kìa, hoàng bi mới hòa thuận mới là vui, hoàng bi là tròn nhất, đất mẹ cũng như vậy, gâu gò sao tròn như thế, gâu ra hoàng phi đẹp, cà long con giác ngộ, mau đem lòng trang trải, yêu mến yêu mẹ trời cao, yêu thiên thần thánh mẫu, cúi đầu con khấn nguyện, trời đất mẹ hiển linh, u về không ai biết, minh mục tông nhìn thấy, sám hối cũng bao lần, mũi lòng mẹ thương con, ngọc minh châu mất rồi, hiển thân đời khổ lụy, rạch ra cho ai thấy, tàu con xin lại ngọc, mẹ biểu chị xin lại cái năm cái móng của ông năm chèo đó, cho đời thôi bớt khổ, nhớ lời thánh mẫu ban, thương con mẹ giải bày, nhiều ít tự nhận ra, cà long con nhớ, cà long con nhà trời, cà long con nhờ trời, mau sao bằng may mắn, đồng hành theo thiên mẫu, sanh thời con truyền tin, tốt về cho nhân loại, tươi đẹp kiếp con người, bao nhiêu là uổng phúc, đời này nói hết ra, nuôi con mẹ nuôi con, ta đây cũng bao đời, con dạy cũng do trời, lớn khôn mà từ đó, vừa con do mẹ tạo, lúa đây rồi nặng hạt, quê hương ai cũng biết, mình con rồng cháu tiên, đó rồi năm châu thấy, đà là đó la la, nhìn nào gọi Tây Nam trời, Tây Nam thời cố quốc, quê hương mà đất thánh, tôi đây chưa đến đó, đồng thời còn ẩn danh, sanh thời ta hiện hữu, tốt xấu trời làm nên, tươi héo cũng một thời, bao đời ta lăn lộn, đời này có thơ hay, nuôi con mẹ trông chờ, ta đây thành danh toại, khôn nhờ long nhận thức, lớn nhỏ ai mà nghe, vựa nào giống như ta, lúa kia rồi chắc hạt, quê hương mùa xuân đến, mình rồng nối đuôi nhau, đó đây rồi sum họp, là đi cho ai thấy, miền Tây mà báu quý, Tây Nam cuối thượng nguồn, quê hương gần thánh địa, tôi về đây trú ẩn. Rồi cái bài này kết thúc ở đây ha. Bạn nào muốn hỏi cái gì thì mình sẽ trả lời. Coi như là cái bài này trong cái đại khái cái bài này nói khuyên về bên bên kia rất là nhiều ha.
Rồi đó là có một cái chị có một cái giấc mơ muốn hỏi chị nam nữ giải đáp đó. Rồi chị này chỉ nằm bao là chị thấy trên trời á chị, thì có ba cái đám mây, mà một cái đám mây lớn thứ nhất á, thì có mấy Cái này chục hay nha, cái này hay nha. đám mây lớn có mấy chục vì Phật xuất hiện. Rồi đám mây thứ hai thì Phật ít hơn một chút, Phật ít hơn còn khoảng chừng 10 vị Phật. Rồi một đám mây thứ ba thì lại là có 2 vị Phật thôi, nhưng mà nói là bay xuống là An Giang. Vì vậy trong giấc mơ này Hay. chị có thể giải cho cái chị Ngọc Mai này, Ngọc Mai Miễn này, Nguyễn này biết không chị? Thì cái bài vừa rồi mà chị mình mới vừa quay bên bên chú hai bài đó là chị cũng có nói là bóng người ngủ đám mây là coi như là cái thời đó là gặp cha Trâm đó, gặp cha Trâm là coi như là tiếp Chúa trên không trung đó, là coi như các vị Phật họ sẽ hiện hình trên những cái đám mây đó. Có thể là mẹ thiên nhiên cho chị báo trước là cái đoạn đó nó sẽ tới đó, tới là nó xảy ra y như chị, rồi chị đã thấy gì đó trong giấc mơ, chị đã thấy không? Có khi nào Những cái đám mây đó là bắt đầu trong giấc mơ chị, đó là bắt đầu là cái thời gian mà Trâm đất cửu xong, đó là cái những giấc mơ của chị đó nó sẽ hiện ra giữa không trung luôn, là hiện thực luôn ha, hiện thực luôn, tại vì trong kinh chị dịch lại như vậy đó. tức là sau này Cái là sẽ có Phật tiên tại thế luôn ha, Phật tiên sẽ xuất hiện xuất ở hiện trên trên đây. trên bầu trời cao, trên những đám mây đó, là trong linh mục có giảng đó là những các vị Phật họ sẽ ngự trên đám mây, họ tiếp Chúa trên không trung á. Bên bên đạo Thiên Chúa giáo có biết về cái chuyện đó, mà Chúa Giêsu biết cách đây 2000 năm rồi, Chúa Giêsu biết là cái hiện tượng đó nó sẽ xảy ra trên trên bầu trời, là cái thời điểm đó là thời điểm Chúa quay trở lại để phán xét, cái cuộc quan lâm của Chúa nó quay lại để phán xét cho nhân loại sau cùng, Cái đó thì cái thời điểm theo Trâm đất như cửu em xong á. được biết thì trong thánh giảng thầy cũng có nói là sau này ha, là không phải là riêng ở cõi trời mở cửa đâu, mà luôn cả cõi địa ngục, rồi luôn cả ở cái cõi nhân hoàng mà đây luôn. Tại thầy nói là sau này là thiên hoàng mở cửa các lăng, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn, 10 cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Nghĩa là ở trên là mở cửa trời, dưới là mở cõi địa ngục Đúng luôn, rồi. để cho cái cõi trần gian này người ta nhìn vô, người ta thấy đâu là thiên đường, đâu là địa ngục, có thật hay không, Đó, đúng hay rồi. là các vị là Phật Thánh Tiên nói mà người đời bây giờ không thấy nên không tin, nhưng mà sau này sẽ thấy hiện thực hết, Đúng rồi. từ cái cõi trời là đến là cõi địa ngục cũng mở luôn. Thì trong kinh mấy cái bài kia chị cũng đọc là coi như là chứng ngày trời mở cửa đó, nhà trời mở cửa trời đó. Mấy cái bài kia cũng có giảng một bài rồi đó, nhà trời mẹ mở cửa thiên đàng đó, để Để đón các chị là đón tiếp các vị mà theo 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 đạo đó. Nhưng mà cái giấc mơ của chị đó là sẽ diễn ra, nhà sẽ có giống như chị đó thấy luôn, là mà sự thật ngoài đời luôn, là nhưng mà trong đất cứu xong rồi là cái cảnh tượng mà chị đó nằm mơ là nó sẽ hiện ra trên bầu trời, mà mẹ nói cái cảnh đó rất là đẹp luôn. Thì trong kinh chị dịch cũng cho biết vậy đó, giống như mẹ báo cho chị đó thấy nữa, mà những người đó là những người ta tín ngưỡng á, mẹ mới cho biết đó, tin về Phật trời đó. Coi như những người đó ta cũng có tâm đạo, ta cũng cũng hướng về mẹ thiên Hướng về nhiên Phật tu pháp. ha. Rồi ví dụ như mà những cái người mà người ta không tin về luật nhân quả, rồi sau này người ta chết ta đi về đâu chị? Đi về về địa ngục á, mà mẹ mẹ nói rồi mấy ngàn năm về trước á, mà không tin á thì chết xuống rơi hỏa ngục, trả nghiệp, ai nghiệp nghiệp lực thì nó tùy theo nặng nhẹ của mỗi người, nhiều thì trả nhiều, ít thì trả ít. Mà mẹ nói là biển tình mẹ thứ tha mặn lạt đã bao đời ấy. Còn cái kiếp này là coi như là mày vũ sổ, không tu là mày vũ sổ, không có để lại những cái người mà coi như là vẻ nặng mà chống trời á, thì mẹ cho biết vậy đó. Mỗi người thì tự do mình lựa chọn thôi. Thì cái chuyện này là mẹ nói rất là rõ ràng rồi, mà còn không chịu tin, mà không chịu nghe nữa, mà cái lo bẻ nặng chống trời, mà cãi giống sấm Phật thầy Tây An nói gì đó, cứ lo bẻ nặng chống trời đó, chống hoài không có nổi, mẹ nói cho biết vậy đó. Trong sấm thầy cũng nói là cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian Đó, ác đến sau tiêu diệt. đúng rồi, thì sấm Phật thầy cũng nói vậy đó, cứu người hiền như ai cứu người hung. Vì sau này những cái người hiền đức thì sẽ có mặt trong cái ngày mà gọi là Lễ ngày hội Long Hoa. hai lúc qua chị ạ. Mà mẹ nói là chứng này mà ai mà
mà làm lành lánh dữ hay là hoặc có tội tình gì đây nữa là mà theo Phật pháp rồi mà theo quy luật vũ trụ rồi là bạn đã tha hết tội. cũng tha luôn ha. Ừ, được tha hết. À, tức là biết quay đầu thì sẽ bao nhiêu tội lỗi có thể là tha thứ Được tha thôi. hết. À, có mặt ngày hôm qua rồi giờ đó tu tiếp tục hết chị ạ. Dạ đúng rồi. Chỉ có cái người nào mà không chịu tín ngưỡng những cái lời của mẹ mà đưa xuống mà chị đã đọc ra thì người đó mới bị rũ bỏ. Tại vì những lời chị đưa ra không phải là của chị, mà đây là cái quy luật của vũ trụ mà thôi. Chị chỉ là cái người mà xuống đây để truyền tin. Còn chị cũng phải lo tuân theo quy luật vũ trụ, cũng phải lo tu tập, phải lo làm lãnh dữ. Chị cũng giống như mọi người vậy đó. Dạ Ai cũng vậy. Đúng bây giờ là chị cũng vẫn tu tập hàng ngày rồi. Ai cũng form lo tu luyện bản thân mình. Chứ không phải là Phật là thế này, Phật thế kia, không có. Phật cũng giống như người bình thường, như tại vì ai cũng Phật hết trơn á, chẳng ha. riêng đứa nào Phật, đứa nào mình, xin lỗi, chẳng có riêng ai ai không Phật, ai ai ma hết trơn, chúng sinh đều là Phật tiên xuống. Tại vì em cũng có nghe nói là cái thời Hạ Quân này là thời kỳ cuối rồi cho nên là được đặt ăn xá rất là nhiều. Đó đúng rồi. Cái việc mà tu thân hành thiện đó là nó cũng dễ hơn ngày xưa Dạ. cái giới luật của cái thời ngày xưa đó. Dạ. Và đó là nếu mà biết quay đầu hướng thiện thì là sẽ được là giống như là được ăn xá vậy Được, đúng rồi, được ăn chị. sáng, được cứu, coi như là quy tiên xong, là nhắm mắt xong là mẹ đón về trời luôn, không có rơi xuống địa ngục nữa. Cái đoạn lúc nãy mà chị đọc, mà cái khi mà cái người mà bị nhục hình trong địa ngục á, khổ quá, xong kêu kêu trời, kêu mẹ, ngày đêm kêu mẹ, xong là mẹ xót thương, mẹ tẩy đi cái áo đen đi, xong rồi làm mây tiên bay về trời. Nói vậy đó. Cũng như gần đây em thấy trên mạng xuất hiện có một cái mối đạo mà cũng như là cũng cũng nói là tu theo là thượng đế, cũng nói là tu theo Ngọc Hoàng Thượng Đế, nhưng mà lại là bác bỏ là quyền nguyện các tổ ông bà, không cho thờ quyền nguyện các tổ ông bà đó, rồi là chỉ tin theo thượng đế thôi. Thì theo như chị thì cái như vậy thì nó Đó, có đúng hay sai? như đó là đạo đạo cái tinh lành cũng vậy, thì không ăn đục cúng. Không, bà không cho thờ của quyền tổ ông bà. À, cái đó trong thiên cơ thì của chị chưa có cái giải đến cái đoạn đó nên chị không có biết được. Chứ còn nếu chị chỉ có biết vậy, ai á mà từ chối cái kinh thơ này á là coi như dịch tới là mẹ này rũ bỏ hết á, chị chỉ biết vậy thôi. Thì mẹ nói cho biết nó chặn là chết chứ không á. Thì dịch sang năm là dịch tới rồi, bão nữa chứ phải dịch không, vừa dịch mà còn vừa bão nữa. Vừa dịch vừa bảo thì có chiến tranh không chị? Chiến tranh đó hả? Chiến tranh Urina tới hồi đó mẹ cho biết sang năm là kết thúc rồi. chiến tranh À, chiến sang năm tranh là kết thúc là hòa bình thế giới chưa hay là còn tới tới nữa? mẹ nói niệm gì mà cứ gây nhau khó khăn cho các nước, nếu mà nói nghe là mẹ nói mẹ gây bão. À, như là trong cái video này là kết thúc được hả chị ha, Dạ, chị để xin chào khán giả. Các bạn xem chương trình ủng hộ cho Long Nữ, tiếp thêm động lực để cho Long Nữ có tinh thần để viết kinh, để đọc cho các bạn nghe về cái quy luật của vũ trụ mẹ thiên nhiên ban xuống, nó rất là vi diệu. Chị xin chào các bạn cộng đồng mạng xem chương trình ủng hộ cho Long Nữ. Coi như là chị vừa xá để mô Phật mà chị lại vừa là Dạ, điểm mà đúng rồi. Chúa rồi chị ha, tức Đúng là rồi. chị tôn kính Dạ. cả hai bên luôn ha. Dạ, đạo đạo Thiên Chúa sau này với là đạo Phật sau này họ sẽ đạo Phật sau này họ cũng sẽ làm các chính trị nè thì mới được mẹ cứu nha. Cũng thống nhất rồi ha. Đúng rồi, mới được mẹ độ nha, chứ còn không mà không làm là mẹ không có độ đâu. Tại vì các bổn đạo thì chung quy về một mối. Rồi đạo Phật có thể học giáo lý của bên Thiên Chúa vẫn được, rồi đạo Thiên Chúa có thể học sấm giảng của Phật thầy vẫn được. Tại chung quy về một mối. Vui mừng mới ha. Dạ. Rồi vâng, cảm ơn chị đã dành thời gian chia sẻ và dặn Bye bye có chào chút khán giả. chị Long Nữ có điều gì sơ sót này, hoặc là những điều gì mà quý vị thấy không hay thì chúng ta có thể bỏ qua, Bỏ còn cái qua. điều nào mình thấy tốt đẹp thì mình cứ việc thực hiện quý vị ha. Dạ. Tại vì chị Long Nữ cũng đang trên quá trình đó là đang tu tập, đang là dịch những cái cơ bút mà chị đã viết ra. Mong bà con mình hoan hỷ tha vui vẻ mát mẻ cho chị ha. Chị sức khỏe cho chị. Dạ, đúng rồi.